chỉ còn khoảng một tuần nữa, ACU 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại Singapore. Trước thềm giải đấu, chuyên gia bóng đá người Australia Joshua Thomas đã đưa ra những đánh giá về hai ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch ACU năm nay. Theo đó, chuyên gia Thomas cho rằng đội tuyển Thái Lan đang có đầy đủ yếu tố để tiến sâu tại ACU 2020 và hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. So với các nền bóng đá khác của khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia đầu tư bài bản nhất cho bóng đá. Họ có chiến lược riêng, vạch ra hướng đi cụ thể và đã có những thành công về mặt con người. Tuyển Thái Lan đến ACU lần này với dàn cầu thủ chất lượng cao và tôi đánh giá đây là đội hình tốt nhất của ACU 2020, chuyên gia người Australia nói. Sau khi đánh giá về những mặt tích cực, ông Thomas cũng đã chỉ ra những yếu điểm của giao chiến và khẳng định đoàn quân của huấn luyện viên Bôn Kinh sẽ thua tuyển Việt trong trận chung kết. Một tập thể chơi gắn kết và tinh thần thi đấu là thứ mà Thái Lan chưa có. Rõ ràng huấn luyện viên Bôn Kinh vừa lên nắm quyền và không đủ khả năng để thay đổi điều đó ngay lập tức. Đấy chính là thứ mà Thái Lan thua thiệt so với tuyển Việt Nam. Đoàn quân của ông Bôn Kinh sẽ tiến sâu nhưng có điều họ sẽ thua đội tuyển Việt Nam nếu hai đội gặp nhau trong trận chung kết, ông Joshua Thomas khẳng định. Kể từ khi giải đấu ACU ra đời vào năm 1996 đến nay, đội bóng xứ Chùa Vàng là quốc gia vô địch nhiều nhất với 5 lần vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016. Tuy nhiên, lúc này những chiến binh sao vàng mới đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu khi lên ngôi vào năm 2018. Tại ACU 2020, Quang Hải cùng đồng đội nằm ở bảng bờ cùng với Indonesia, Malaysia, Lào và Campuchia. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan ở bảng A cùng với chủ nhà Singapore, Myanmar, Philippines và Timor-Leste. Thank you.